ngày hôm nay Sài Gòn xin tân thời quý vị có thể đặt một cái mộng luôn cũng được. Dạ, mình mua vé mình chớp bớt đóng mình vô mặt sau và cuối giờ có thăm chúc thường quý vị may mắn nhận được 1 triệu đồng vào cuối giờ quý vị nha. Trời ơi, những từ nó khổ ghê. Trời ơi, chu kỳ ghê. Rồi, thưa quý vị, ngay bây giờ ai chưa có vé và chơi giùm em cái tăng là bữa nay phải dự tận nơi tận chỗ gì nha. Nam Thanh Lịch bé Tư đang ăn phong dụ phía này mà chưa có ai mua. Dạ, không sao hết, bây giờ mình đã đang ống rồi, không sao hết. Vợ em hiểu mà. Ủa? Quý vị, bữa hổm mà cái tuần cải lương đó, cái tuần đám chính đó là vợ ngồi dưới coi. Vỗ tay mà cười khanh khách ở dưới. Đúng rồi, vỗ tay nói trời ông xã em đóng đào mà y như đào luôn vậy đó. Thật sự. Rồi đào mà y như đào lộn hộp. Rồi, cái đó cái gì? Bây giờ trong lời tiếp theo, ai chung vé giơ tay giùm em cái gì nha. Bốn đồng phục vụ, tận nơi tận chỗ mấy cô tiên gơ đúng cái gì đó. Trời, bữa nay tiền đô xuất sắc ha. Rồi. Dễ thương quá hai chị ha. Nhìn ngon dễ sợ luôn á, xứng đáng có 10 sugar daddy. Ừ, nhìn em muốn làm được cái tư luôn rồi. Rồi ai chưa vé cho ta? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nếu mà nói ngon thì chị Cẩm Nhung chưa chết, hiểu không? Chị em có điều là chị Cẩm Nhung hơi kỳ thôi. Nó ngon mà theo kiểu mà thịt mà để 2-3 ngày á. Rồi cái thứ gì nhất chờ bên lại tiếp theo, cái chị ta mắc sẽ có bắt đầu dò số vô. Hình mà hồi xưa chị La Kim Quyền mà mặc đồ kiểu như không tin của chị Quyền tin là vậy, như là tin 1990 mấy không quý vị, tin mà cái kiểu mà mặc tin đó nhìn chị như chiếc xe đạp cưng quá chị. Thời chị còn đi hát là tin Như Ý, lúc đó là mới mới bước chân vào nghề phải không chị? Như Ý hả chị? Gậy Như Ý nói chị có cây gậy không? Có coi hậu cung Như Ý chuyện chưa? Đó, cái tên lấy từ đó đó. Em sợ chú ấy, sợ chị đánh luôn á. Chị Huyền ấy nhìn chị có một cái nét gì đó mà. Biết không, không? Giống thôi, giống không. Thôi. Gì vậy? Sao vậy? Gì vậy? Nhảy audition hả? Đâu, 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 Lumi ơi. Lumi Mi, ra đây mình nhảy một cái điệu audition mà làm khơi gợi lại, sống lại trong cái lứa tuổi 9X, 8X một cái thời đó. Lumi vẫn nhảy mà. Sao? Em nghĩ chắc câu trả lời sẽ là gì? Em nghĩ là Lumi đang quăng miếng đó. Thôi. Rồi cái gì? Thế bây giờ hai con bé thì tay mới sẽ bắt đầu cho anh cố. Sợ quá à. Dạ, hôm nay nó chuyện dạng cho anh cố. Mày gì vậy? À nội em mang tao dậy mình đây kìa. Nó như con cò vậy đó. Mà đi cạn theo. Ê! Nó lật cái thấy bụi nội à. Mày gì đi xuống gì nè, mày gì né trên luôn kìa. Kêu hút lật nữa lên trên kìa, con không? Ở trên kia là cái đầu. Lấy gì ra lấy nè. Từ ngày mày có vợ rồi bắt đầu mày lẫn rồi đó. Anh nói đừng có cơm bên mau quên chứ còn chịu. Ở đây nè. Chưa đâu, cơm bên bây giờ mới mau quên về bữa nhất lưng nữa. Sao vậy? Dư chứng của việc hôm bên đó. Có vợ đó. Có vợ là nhức lưng rồi hả? Nhức lưng chạy đầu gối nữa. Chị, trời công nhận chị kinh nghiệm quá ha. Này chị gần lắm. Vô! Cá! Mấy chị đã xuống. Mấy chị đang lấy. Em không có biết không có vụ đâu. Cái đầu gối mày có thấm cái gì? Mấy chị đã xuống. Chị đã mấy chị đã. Ủa chị đã hỏi mấy chị đây. Ủa chị, đầu gối thăm rất nhiều lý do. Em đi xăm đầu gối thăm vậy đó được không? Má coi đi, em đi xăm đầu gối hả má? Em phải hỏi cả thế giới coi. Trời ơi, xăm mắt xăm mày được, em xăm đầu gối được. Nè, mày thấy mấy người này tại sao đeo giới hả? Đầu gối thăm hết trơn. Trời ơi, chị nói, trời ơi, chị nói gì không lên. Mấy anh chị nè gái. Thăm đầu gối em thăm là đương nhiên rồi. Ai không biết đầu gối tao thăm. Tao quan trọng là đã thăm. Ok. Bây giờ sắp sửa thăm nè. Thấy còn chạy sơ sơ nữa, sao em đầu tư cái đệm má. Rồi vô. Nói cái gì là gì đó. Thôi em khó chịu quá. Em không ngưng ngưng khoan. Làm rõ chuyện này khó chịu hát hò nhớ chân được. Là sao má tự nhiên? Là sao phải nuôi cái niệm là sao? Mày ngủ mày quay qua mày không? Mày có niệm á mày nằm giường á. Ngủ nó cấm cụp 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 người mày ốm nữa phải không? Đồ gối nó đau. Ủa má nó kìa ngủ thì nằm ngửa, mới kìa thì nằm sắp rồi thăm đồ gối. Tao nói chuyện với đứa gái như mày. Ủa gì cơ vậy? Ủa cửa nói chuyện với chị. Trời. Chiều nay mày có vợ rồi chúng ta nói chuyện. Trời ơi gì hết. Từ ơi lấy vài danh dự cho chị em mình Tư. Trời ơi Tư. Trời ơi người sắp có vợ nói với người đã có vợ nè.
Mày giết tao đó. Tao đang cứu mày đó. Mày nói gì? Kéo đầu gối lên nói chuyện lên thiệt. Gì sợ đầu gối thầm mà. Vậy đi. Vậy mày đã kéo lưng tao luôn đó. Nè, đó. Vậy đi. Nhìn kỹ không? Anh thằng hơi là dữ vậy. Hả? Chết. Thập chỗ khác. Ừ. Đó, vô, quay sổ đi. Vô đi. Mấy chị ra. Sao, giờ muốn sao? Lớn chuyện nữa không? Mấy chị ra. Tôi biết chị ra. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Các chị ra, nắm chị ra, nắm chị ra, nắm chị đây, nắm chị đây. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Một trái tim vô. Trời ơi, hay quá vậy. Mất tích vui một đoàn người luôn. Trời, chị làm siết hay lắm mọi người. Chị giới thiệu cho em một đứa còn điêu luyện hơn chị nữa. Ai vậy chị? Diễm Huệ. Bóp, xe container chạy vô quay đầu đi ra lại luôn. Ừ. Xe container đổi màu luôn. Nó làm đường ở chỗ rồi. Nó, tao cái này em bên này em bên đó. Mấy bữa em thấy nó xuống bán vé. Em thấy hồi trụ rạp hai đứa kính người luôn. Nó bán vé một vòng còn có lửa dạ. Em biết tại sao không? Bây giờ mày nói vậy mày phải chứng minh cho người ta chứ. Mày chung vô đi. Có lâu như vậy. Đó đó là mày chung vô. Mày phải chứng minh thằng coi mất không. Không. Chơi kèo này cũng vô. Nó đẻ em ra nữa. Vô. Tôi chỉ đây còn có chị ra một người đáng kiếm cô. Một trái tim anh gây ra tim đã nhiều lần. Sao nào? Nhiều lần ngày chung tình yêu suốt đời em. Nhớ mãi là lần sau đơn đặt tôn trò. Mỗi tình cảm thấy đầy lặng hết hồn. Như vậy 55, 55 số đầu tiên 55. Mày chị đi con số chị đi 55 mày chị ra con số chị đi xuống chị ra xuống chị ra mày muốn chơi cặp heo đó mày muốn chơi cặp heo đó ta đi chơi cùng lâu người ta chơi lại một lần đi học đi học hai con đã ăn cơm chưa hay chỉ cần ăn cháo 36 36 36 36 36 còn 36 mấy gì đây số gì đây mấy gì đây quán tù thì ra cái gì ra cái này quán tù thì ra cái gì ra cái này nhung ra cây kéo bắt để em chưa em ra cây kim bằng nhung mấy áo giờ đây mấy mấy ai cần mà mấy kim ừ tôi ta lại cùng chơi tù thì quán tù thì ra cái gì ra cái này còn số 7 nguyên số 7 còn 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 số 7 nằm vừa ra nằm vừa ra nằm vừa ra chiều nay xa Hãy subscribe.
còn 13 có 13, còn 13 có 13, còn 13 có 13 mấy gì đạt mấy gì đi nắm gì đi, nắm gì đã nắm gì đi. Bao ước mơ giờ này đã về theo ý ta, ngồi trên tung mình sẽ chiếm cho cầu hôm qua thì chẳng xa. Cùng nguyên tứ chân tay năm mười hai, 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 năm mười hai. Cầu mấy gì đi mấy gì đã ước thì ai như cô thân cho bác năm mà xa đi nhẹ. Mấy đêm ngủ ở xa xinh quá trong giấc như cách cô làm ta mơ. Ngày nào tung tăng giấy tiền mới, ngày nào tung tăng giấy tiền mà giờ đây tôn thắm xin như nàng tiên. Năm chục quyền nguyên năm mươi, nguyên năm mươi con, năm mươi con, năm mươi con số gì ra số, gì ra con số, gì ra con số gì đây số, gì ra con số, gì ra con số, gì ra số, gì ra số, gì ra số, gì ra con số, gì ra liên hương hù nghe ngoài trời đổ. Ba mươi lăm. Cô mẹ đang ngủ có mẹ liên ngã mày hả? Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Chúc anh đài quá thân là trai, chúc anh đài quá thân là trai. Từ hình dung dáng đi là trai, đài là trai là chúc anh đài.